Mình là số 1, mình là số 1. Không được. Vô thôi nào, nhanh đi thôi nào. Đi cùng chứ. Xuất phát. Ôi trời. Ô, tha vô, tha vô, tha vô. Ô, Uram, giờ đã đuổi kịp mình rồi kìa. Ôi trời. Mình đã bắt kịp rồi. Lực lượng tinh thế rồi. Nhưng chơi một chập thấy vực đói quá đi. Uran đi đâu rồi nhỉ? Lấy cho tôi cái này. Cái này này. Ngon lắm đây. Nhìn ngon thật đấy. Mình phải trốn vào đây ăn thôi. Oh,
Mà tại sao bụng đã đói lại rồi nhỉ? Buram cứ bỏ đi đâu hoài vậy? Tụi mình đi tìm Buram đi. Coi thử đi đâu hoài vậy. Lấy cho tôi cái này. Buram đi đâu được chứ? Buram à, ở đâu vậy? Mọi người đang đi tìm mình kìa. Chắc là không biết được mình đang ở đây. Trước khi mọi người tới, mình phải ăn nhanh mới được. Buram, Buram. Yes, papa. Eating tteokbokki. No, papa. Telling lie. No, papa. Open your mouth. Ha ha ha. Xin lỗi, thôi mình ăn cùng đi. À, gì vậy? Hay gì mình cứ tưởng Buram đi đâu mất tiêu rồi. Tại vì đói bụng quá đi. Chỉ biết ăn đồ ngon một mình thôi à? Ồ, ngon quá đi mất. Buram à, hôm nay chúng ta đến quán cà phê trẻ em ăn thử món tteokbokki, thấy thế nào nè? Ngon lắm đó nha. Ngon lắm đó, ngon thật sự luôn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé. Tạm biệt nhé. Xin chào. Mình sẽ ăn hết chừng này. Ừ, thì ăn đi. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò xây nhà bằng những cái này. Được đấy, chúng ta chơi thôi. Tớ sẽ xây nhà màu vàng nhé. Tớ sẽ lấy màu xanh. Còn tớ sẽ lấy nhà màu hồng. À, từ từ đã. Cái màu vàng này sao trông giống như tối đi chợ vậy? Tớ lấy xe tay được. Đổi cho tớ cái nhanh xe tay ở nhà này đi. Cái này trông như là tối đi chợ ấy. Hoàn thành rồi. Nhà của mình là đẹp nhất. Nhà của mình mới là đẹp nhất. Vào nhà thôi. Ây ôi, chật quá, hơi bị chật. Tớ cũng xây nhà xong rồi. Tớ đi vào nhà đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhà của mình bên ngoài cũng nhìn thấy hết này. Ôi lạnh quá. Ôi lạnh thật đấy. Ai đây? Ai đây ạ? Chà chà. Tôi đến để tặng quà chuyển nhà đây. Mình cứ tưởng là sói. Giật hết cả mình. Đắn trúng màu sắc thì sẽ được món quà đó. Tất nhiên là tôi sẽ đắn trúng rồi. Hay tìm mưa tay bận ping pong. Có thể ở đâu nhỉ? Ping pong là ai vậy? Mình chẳng biết đâu. Hả? Đây á? Bạn này á? Ai đó cho mình gợi ý đấy? Ở đây này. Ở đây này, chính là ở đây này. À, đây chính là bạn ping pong đây à? Ôi trời, ôi trông ngon thật đấy. Phải ăn thử mới được. Ôi ngon thật đấy, cảm ơn nhiều nha. Gì vậy? Mình cứ tưởng là sói cơ. Tôi đến để tặng quà chuyển nhà đây. Ở đây nuôi cả chó này. Dễ thương quá đi. Quà chuyển nhà thì không thể cứ thế tặng được. Nếu đoán đúng màu sắc tôi sẽ tặng quà. Vâng. Hãy kiếm ngón tay bạn ta ngập đi. Có thể ở đâu nhỉ? Ở đây này, ở đây này. Chính là ở đây này. Wow, kẹo dẻo cá mập bé này. Ôi, mình cũng muốn ăn. Ôi trời. Em bé cá mập tu ru tu ru ru. Dễ thương ghê tu ru tu ru ru.
Dễ thương quá đi. Cảm ơn vì món quà chuyển nhà nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Ai thế? Chắc chắn. Tôi đến đây để tặng quà chuyển nhà. Nếu đoán tên sẽ được tặng quà ấy. Nào, hãy tìm đến đây bạn ca một trà. Có thể ở đâu nhỉ? Ở đây ạ. Ở đây này, ở đây này. Chính là ở đây này. Phải ăn thử mới được. Trông ngon thật đấy. Thật sự ngon quá đi. Xin cảm ơn nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Ai đây ạ? Chắc chắn. Tôi lại đến cho quà chuyển nhà một lần nữa đây. Ôi, lại nữa à? Ôi, tim tôi đập hết cả mình. Nào, lần này cũng đoán được tên thì tôi sẽ tặng quà. Vâng. Hãy tìm ngón tay bạn Pororo. Có thể ở đâu nhỉ? Pororo là ai thế? Mình không biết đâu. Bạn này đi. À, ở đây này, ở đây này. Xin chào. Là ở đây này. Ôi chào, dễ thương như thế này mà. Ta cắn đầu nhà ngươi. Ăn, ăn như thế này cũng được hay sao? Ôi, sợ quá đi, sợ quá đi. Đừng sợ Pororo à, ta chỉ cắn một chút thôi. À, sợ quá đi, sợ quá đi. À, ôi, ngon quá đi, ngon thật đấy. Cảm ơn nha, chú chó sói. Hãy sống thật lâu ở ngôi nhà xinh đẹp này nhá. Tạm biệt. Ai đây ạ? Ơ, là chú chó sói lúc nãy này. Sao chú lại đến một lần nữa vậy? Chà chà, tôi đến để tặng quà chuyển nhà thêm một lần nữa. Lần này cũng vậy, nếu đến chúng tôi sẽ tặng quà. Nào, hãy tìm đến tay bạn hết thì có thể ở đâu nhỉ? Ôi, may quá thoát ra được rồi. Vâng, hóa ra các cậu cũng nhận được sô-cô-la à? Tớ cũng nhận được mà. Nhưng mà các bạn nhỏ ơi, nếu có người lạ yêu cầu các bạn mở cửa thì các bạn không được mở đâu nha. Đúng vậy, các bạn không được mở cửa cho người lạ đâu nha. Tạm biệt. Goodbye, biệt. Mình làm cái ăn nữa hay sao? Sợ quá đi.